quay qua cho anh em xem cái mấy mấy con dao 4-500 nhé. Đề 3 siêu to này. Con này lưỡi 24 cm này. Con này lưỡi 27 cm này. Những con dao 3-400. Sashimi 36 cm này. Sashimi 33 cm này. 30 cm này. 27 cm và 24 cm này. Chặt này. Sashimi. Con hàng trưng bày này không bán này. Dao làm cá ngừ. Thép VG10 luôn đấy. Con này dài cỡ 60 cm.